Nay tiếp tục thăm cái lùng bảy năm cái bữa dính năm con mà chết một con rồi cả nhà, chết một dạng. Nay tiếp tục mình vừa đến địa điểm luôn cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình thăm cái bãi đầu tiên luôn nha. Bãi xe cua chuột lúa. Đây, chuột. Thăm cái bãi đầu tiên luôn. Bãi đầu tiên luôn cả nhà. Đang bấm mấy cái nổi gì. Rồi, đầu video mình cũng xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà theo chân mình thăm cái đầu bẫy đầu tiên. Đã ngừng xe đến thăm cái bên kia mà có xe ta đi, tại mình đậu giữa đường cái mình lo mình dời xe luôn, bỏ cái đó lại cả nhà. Thành ra cái lùng bẫy này là cái lùng bẫy huyền thoại lắm nha cả nhà. Bữa năm cái với năm con mà bữa dạng nó bị chuột xử nè, bên kia dính cặp đó. Cái này thì không biết sao nặng không, cái đầu tiên cái đầu tiên kiến ăn chuột luôn này, cái vàng ác thiệt chứ, quá thì kiến đó nha, uổng ghê nha, uổng con chuột tiêu à, vàng không rồi nha. Cái bẫy thứ hai cả nhà ơi, cả nhà xem nhé, cho mình xin lượt đăng ký nha cả nhà, để mình có động lực làm những video tiếp theo cả nhà. Nói chung lúc này mình cũng ít ra video tại công việc quá trời cả nhà, không mình không kịp. Bẫy dưới này ngọn cao mình chọn xuống cả nhà, vừa đặt ở trên này nè. Trên này nè cả nhà, người ta sẽ thuốc cỏ nó chống đặt giờ xuống đây nó không chạy cả nhà, vậy nó dính mấy con vừa đó. Tiếp tục cả nhà, cái bữa dính cặp này cả nhà, nãy qua cái bảy chỗ bữa dặn thì chuột sự chết rồi đó. Đây nè, cái bảy này bữa gì mà đơn giản như dính cặp bự này cả nhà, vị trang lấy cỏ mình đậy tại mấy lúa cả nhà. Bữa anh em nhắn tin hỏi mình có sự thật không anh, anh Diễn phải, anh thấy đặt cái bẫy gì mà đơn giản quá, thì thật là nó sự thật à cả nhà, mình không bao giờ mình diễn đâu, có mình vậy không có về mình xóa clip chứ, làm là sự thật. Đây nè, cái bẫy nè đó, bữa nay chết quất luôn, còn chuột luôn, chuột còn chạy sục sục. Đây cả nhà, bữa hôm mình trên hàng thêm được trên này 4 cái, buổi thấy chúng quá trời chúng rồi, mình trên hàng thêm nay thăm năm cái dưới đó chắc quất cả nhà, nay nó không chạy con nào chân, tại vì người ta siết nước khô quá. Còn cái này mới nè, cũng cái này luôn, sự dở chưa gì nghe chuột cũng làm rột rột này, mới ton luôn cả nhà, 4 cái ngoài trên hàng thêm nè. Hay quá, còn chuột luôn này cả nhà. Cái bẫy tiếp theo, cái bẫy này là cái bẫy thứ hai của 4 cái bẫy trên nền nha cả nhà. Bữa chúng quá chúng chạy thêm 4 cái nha. Mà ta xếp thuốc quéo quá, đó có phân này cả nhà. Này là bẫy mới tàn nha, mới thăm lần đầu tiên này, bữa trên nền nè, đặng không cũng được được cả nhà. Trời sắp lọt luôn. Em đây cho cái này xem. Đây. Ngon lành chưa? Đó cả nhà. Bây giờ thấy không rõ. Em nhìn nhị cả nhà. Đã không? Mấy cái không biết mấy cái. Đây cũng là cái thứ ba của cái bờ chạy nạn hôm trước, đâu giờ không biết nữa.
đúng rồi đây. Có gì không? Sâu quá chứ sâu rồi nha. Sâu mà gai không? Ghê rồi, dớt dưới. Con không? Thì mới mà. Nặng không? Được, nhớ khỏe cả nha. Chuột còn rú đầu luôn. Cái thứ tư của cái trên nền mà cũng là cái cuối cùng ở đây luôn. Lúc này cả nhà biết làm sao mà thắt không? Cái thứ nhất là xiết nước, cái thứ hai là chuột lưu chín về nhiều quá, chưa kịp tới mờ cái bẫy mình nữa là no, thành ra cái lưu xanh người ta thuốc hoặc các thứ nó không còn. Còn cái lưu chín bây giờ nó vô về chuột dữ lắm, chưa tới của mình nữa. Đâu rồi, hình như có phần cả nhà, để dẹt cho cả nhà xem nè. Đây phần miếng hôm nha, hai cục luôn đó mà không biết to nhỏ thôi. Nặng không? Mùa này chỉ phái nặng này cả nhà. Đó, phơi liền cả nhà. Cái bẫy cuối cùng của chạy nền nè. Trời ơi, nó đã. Dạ, yeah. Nắm lên cho cả nhà xem. Đó, nghe cái kìa. Ồ, hết hồn như cả nhà. Đầu em đó nè. Phơi chưa? Bởi vậy ta nói mùa này không dính thôi, dính con là không đáng con đó cả nhà. Rồi, em thứ hai, em này vô nhất rồi cả nhà. Em này 7-8 lạng nha. Thổ lắm ạ. Xe rồi, để mình tắt máy cả nhà. Cả nhà để mình bắt một tay luôn, bắt con to này cho cả nhà xem nha. Mình nay không lấy chuyện quay cả nha. Ổn chuột hay sao mà bị buồn. Bắt trước anh đi gắn cái gì anh hay bắt con tay quên tên hay quên gì sông Hậu đó đây cả nhà. Dạ các em, dạ các em. Khiếp miếng cá nha cả nhà, chạy không lại nè, còn 9 lạng ký luôn cả nhà, dài, bự, đã quá cả nhà, khoái, ngày được 5 con vậy thôi chứ, con lành luôn, con là tới 9 lạng, con này vô đại luôn, à, để mình ốp máy cả nhà, bỏ vô coi, có con tài làm lại, mạnh quá. Ở đây mình có hai bẫy cả nhà, một bẫy ở đây với một bẫy ở bên mé kinh. Mưa cả nhà ơi, sáng ông mưa rào, trời mát mát này mũi quá. Trời mũi luôn. Thấy cái lỗ dẹt dẹt cái trời. Còn con chuột anh nằm ngay cái miệng hôm này cái nhà. Đợi thấy gì rồi. Thấy xong nè. Chỉ đòi lúa thôi. Cái bẫy thứ hai luôn ở đây. Cái này là thứ hai của, à dạ, của khu này nha cái nhà. Xong thì chạy xe. Đi nhanh lên đây nhìn thấy. Con lỏng
Rồi cái bãi thứ hai thấy lúa đầy luôn cả nhà, lúa ép ở miền hôm nè, nắng không bộ con hành cả nhà, cũng nhỏ không to lắm, mới chạy xe nó nhìn mình luôn. Đây thăm hai ba chuyến nữa nè. Ồ, hành này bạn mấy vậy cả nhà, sướng chuột mình luôn. Con này mình có 27 nha cả nhà, y như chỗ nãy. Đây cái với mấy kinh cái bên kia đã xịt thuốc luôn cả nhà, cái ruộng đó 30 mét. Bãi này ngon lắm, mà đặt thăm mấy lần không dính này, nó coi sao bãi ngon cực kỳ ngon. Rồi cái này chuột cái đầu lúa luôn đó nha. Chà 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 nha, coi cái lỗ bẫy mình về còn đó nha, cũng hên xui nha, cái gì đó mà ghê hồn. Cái này là 11 cái này thứ cái thứ 12 nè, một còn 7 luôn, sao mà ai dở ra. Rồi hay quá cả nhà ơi, còn cái bẫy không trời, ủa con luôn cả nha, nhưng mà bao bị vậy nè, anh chành chứ này, trời ơi, hết trời, con chuột cũng ghê chứ, anh chành chứ này, cái này cái thứ 12 luôn nha, giúp khu vực này hai bờ có 6-7 nha cả nhà, 12 cái bẫy giờ mới có 3 em hàng cả nhà. Hy vọng là mấy cái cuối nè, chúng luôn này, bờ này thì ngon lắm cả nhà, địa hình đẹp. Mà bữa chuyến đầu thăm 6 cái được 3 con dện, 2 con, 1 con hành. Cái này bữa dính dện, chuyến rồi thăm được con hay con hành gì đó, chuyến rồi thắt. Thì trong quét đi không? Rồi con chuột luôn, được ăn dễ nó dễ du, địa hình đẹp lắm cả nhà, mà sao nó không dính. Hãy mương cả nhà, gom đặt này thằng tám này, nhà xem nhớ ủng hộ cho mình một đăng ký nha cả nhà. Đấy, có động lực làm tiếp theo cả nhà. Đó, này có phần cả nhà ơi. Này mới chịu chạy nè. Bào đẹp lắm cả nhà. Trắng tư thì chắc không ngựa quá. Bò thì nó chạy rồi mía vậy. Đó nha, mía nè. Đó, mì rồi chạy ngon lắm. Bò to. Cái thứ ba gì mà chịu chạy nè. Đấy nè. Nhẹ cả nhà ơi. Không được nặng. Gì đây, hành không nha, ba chút xíu xíu nữa. Em đang gử thua luôn, ok. Cái bẫy cuối cùng của bờ này là cái bẫy thứ ba, bờ bên kia là cái là kinh cái nữa là hết ở khu này luôn, hết bờ kinh này luôn cả nhà, qua khu khác bẫy đâu ta. Thấy ngon ghê không cả nhà, chứ nhiều chạy còn một bao không thấy gì trơn. Rồi còn chuột nữa, ngon lành, chuột còn nguyên cả nha. Cái này cứ đầu lụm dện, cứ sau lụm hành, cứ này thì không biết sao. Cái này chạy im lắm, trùng thăm cứ nào cũng chạy, cứ này thì chưa biết nha. Cái này thì em du,
Để coi kỹ nè, ngang chuột kèo chột ở xanh bay trong lòng cả nha. Thiệt chuột còn cả nha, hai em cái chiếc này nín nè. Cái này bữa dính vợ anh đầu tiên rồi cả nha, chuyến sau chuyến rồi thăm như không có, chuyện này chả biết làm sao. Rồi chiếc này thấy trong lòng nha, vèo luôn, không có phân luôn, chuột lú ra luôn. Ba không, dạ dạ rồi té luôn cả nha, đã xuống dốc á, bắt cái nào không cảm nha, nó dốc kinh. Này, nặng không? Rồi nhẹp eo, chuột còn lú ngay cái đầu. Bãi dính trồng đèn bữa nay đã cắt cỏ hết trơn cả nha, làm lúa ai cắt cỏ bòi đẩy cái bãi mình trong lỏng luôn nè, nhìn gút đi chứ rồi nắng chết chuột luôn cả nhà ơi, ghê không. Vừa mới dính đèn đây nè cả nhà, biết trước mình dính đèn đó, chắc tạm thời gút. Quá wow, trời chuột như thế nào, lúa chín này. Chim chuột này ăn hết rồi. Mình chưa tới ngày thăm luồng bẫy đâu cả nhà. Mình chạy qua mình thấy, chẳng ngang qua mình thấy người ta cắt lúa người ta, cắt cỏ ban chành, dẹo vô đây thăm luôn. Mình thử chắc mình rút mấy cái này luôn á, sợ để người ta dọn bờ người ta xả lại. Ai móc bẫy cái luôn cả nhà ơi, bẫy người ta thăm luôn rồi. Phải không biết nữa, chắc vậy quá, chắc không phải cái này, phải không, thấy không? Ồ, chuột đi nữa kì nè, rút luôn, rút cái nhà đặt lại cái nhà, chứ người ta cắt lúa động quá, trời, cho nên là hai chanh ta ra lại, gần cho, đổ cái xe luôn. Để nước để mình thăm đây, mình thấy có phân cái nha, phân có phân, nặng còn gì đây, nặng tè cháy cái nha, chưa bắt nhiều cái nặng, cũng được nè, ù con dạn cái nha, dạn dạn, dạn thì nhỏ, dạn tầm 6 lạng, 5-6 lạng. Nước đầu quá nè, đèn thui luôn, đèn y như con đất này, con trâu á cái nhà, đèn hổ hổ trâu, đèn hồ lù để có cũng được rồi cả nhà, sáng giờ mấy hành lại đi tiếp cả nhà. Đây cái bãi cả nhà, đặt đây mình nãy giờ đi kiếm con kia không chết luôn, có gì không? Trời, con hành như, phải không? Là chuột xử rồi, rồi, con hành sao chết ta? Kì cái nha, nè, ơi ơi. Chết queo queo luôn, nắng quá. Ủa nè, đây có một cái nhà, cái này in view cái phân lúa mà chuột nó xả ra đầu hôm chắc nghi con chuột quá, ơi có luôn này cả nhà, hành mới vô
Dạ. Cái này hơi dưỡng cỏ này không cảm. Mở vô cái bụng cảm nóc luôn. Ồ, quá trời. Bụng chặt bá nạnh luôn. Cái này là chín đầu tiên dính ba con. Chín thứ hai chất quốc. Này đi xa này. Khủng khủng. Không. Không biết không. Đắng này. Vô kiểu vậy nha. Nhỏ. Ba. Mới vô luôn. Khu này hình mới chạy tối nha. Bụng còn nóc không. Đây vậy cuối cùng của chuyến thăm bảy hôm nay. Chiên gọi không dính. Chiên trước thì dính, chiên gọi không dính. Chiên này sao đây? Con phướng nhiều. Trong rỗng luôn. Trời, chiên này mất tiêu con chuột. Chiên dữ vậy. Con chuột hư vậy nè. Mình thăm hết bảy cả nhà. Nay được có nhiều nè cả nhà, được em hành đại. Với em hành nhì nè cả nhà, em này nhì nè. Em này đầu tiên nè. Tới em hành đại cả nhà. Với con dện với mới hành ba. Chắc tầm hơn 3 kg cả nhà. Chứ cũng không nhiều. Thôi được em hành đại nha cả nhà, chứ thôi hôm nay cũng thua luôn. Nói chung cũng tạm ổn cả nhà. Ba mấy cái nên nói chung cũng hơi thất. Thôi mình đại cũng kéo là cũng đỡ. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem cái video của mình. Rồi nhớ cho mình xin một đăng ký nha cả nhà. Rồi cuối video mình cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha cả nhà. Rồi bye bye, hẹn cả nhà những video tiếp theo. Bye bye.